Bây giờ thì tôi sẽ nói về data frame và cách nhập xuất dữ liệu từ file CSV của Excel vào R hay là cách đọc ở file TXT. Đầu tiên thì chúng ta nói về data frame. Thì cái data frame là cái gì thì chúng ta sẽ hình dung được sau khi mà tôi gõ cái câu lệnh. Đầu tiên để lập một cái data frame thì tôi có thể ghép nè u bằng data frame. Tôi ghép như vậy thì cái u này là data frame trống có không dòng không cột. Rồi tôi muốn soạn cái data frame đó ở trong R thì tôi sẽ dùng lệnh là u bằng edit u. Tại vì u ở đây là data frame rồi, chúng ta đã xác định đó là một data frame. Bây giờ chúng ta nhập số liệu vào. Thì tôi bấm vào đây để thay đổi tên của cái cột thứ nhất. Chẳng hạn như là chó, mèo. Và trong cái bảng số liệu này thì tôi sẽ ghi về số lượng mèo và chuột mà 10 trang trại khác nhau nuôi được. Tôi nhập số ngẫu nhiên thôi. Sau khi nhập xong thì chúng ta đóng cái này lại. R sẽ tự lưu cái số liệu đó. Và chúng ta có U thì chúng ta được để cho là một cái data frame, tức là chính là cái này. Ở trong đây thì chó mèo là cái tiêu đề, tức là cái heading á, tức là cái heading này này. Còn đây cái vẽ này là thể hiện cái số số dòng. Một cách khác là tôi có thể nhập trực tiếp cái data frame vào luôn. Chẳng hạn như là bây giờ tôi muốn nhập trực tiếp data frame về thì tôi có thể kết hợp hai câu lệnh này với nhau. Tôi sẽ gõ là edit data frame. Thì nó sẽ nhấn enter một cái, nó sẽ hiện ngay ra cái bảng này. Về tôi có thể nhập số liệu vào. Thì cũng cái phần còn lại cũng làm tương tự như phần trước thôi. Bây giờ tôi nhập số liệu chữ đi. Xong rồi tôi đóng nó lại. Bây giờ tôi gõ V thì V như vậy. Và bây giờ thì tôi có data frame như vậy rồi thì tôi muốn lưu vào trong một cái file như là file CSV hay là TXT để tôi có thể sử dụng trong những lần sau. Thì để làm được điều đó thì tôi sẽ dùng lệnh write. Muốn biết rõ hơn về lệnh write thì chúng ta gõ hỏi chấm write. Và ở đây á thì ta sẽ có những cái này. Và ở đây là tôi muốn viết với dạng file CSV cho nên tôi sẽ gõ luôn là write.csv. Tuy nhiên thì trước khi nói về cách lưu thì tôi sẽ nói qua về cái này một chút. Đó là cái thư mục làm việc của chúng ta. Thư mục làm việc của chúng ta thì error thường là nó sẽ mặc định cho chúng ta một cái thư mục làm việc nào đó. Ở trong máy của tôi thì là My Documents. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn thay đổi thư mục làm việc với error thì chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ này này. Thì nó sẽ hiện ra cái này. Và chúng ta có thể chọn nữa ở trong đây xong rồi nhấn OK. Và sau đó thì chọn vào bấm Set Up Working Directory. Và như vậy á, thì cái thư mục mà bạn vừa bấm chọn nó sẽ trở thành thư mục làm việc của bạn. Làm như vậy thì khi mà chúng ta viết write hay là chúng ta đọc một cái file dùng lệnh read á, thì chúng ta không cần phải gõ những cái đài dòng giống như là như thế này. Chúng ta không phải gõ là file bằng
phê, xong rồi gì đó, xong rồi mới tới cây tên, tên xong rồi mới tới tên file nè, t.txt thì phải. Chúng ta không cần phải gõ như vậy, mà thay vì đó thì thay vào đó thì chúng ta sẽ bỏ toàn bộ cái đằng trước này đi. Và như vậy đó là nếu mà chúng ta set us working directory. Bây giờ thì tôi muốn viết viết cái bảng data frame này vào trong một cái file CSV, thì tôi sẽ dùng lệnh write CSV, bên trong nó sẽ là u, và tôi đặt tên file là bằng t chấm chấm CSV. Thì tôi vừa mới nhấn enter một cái thì ở đây xuất hiện ngay t chấm CSV ở ngay đây, tôi lên thì quả nhiên nè, nó đã xuất hiện như thế này. Như vậy là nếu mà tôi muốn viết cái dạng TXT thì tôi cũng có thể làm như vậy luôn, nhưng mà thay cái đuôi là bằng TXT và nó cũng hiện ra như vậy. Bây giờ thì giả sử như là tôi có những cái file CSV và TXT ở ngoài như vậy, thì làm sao để có thể nhập lại, và tôi có làm sao để nhập những cái file đó, những cái dữ liệu đó vào trong R, thì chúng ta sẽ dùng lệnh read. Read thì có read CSV, read table, các bạn xuống dưới này thì thấy rất là nhiều cái. Ở đây thì tôi sẽ dùng lệnh read CSV. Thì tôi sẽ read cái file. File bằng t.csv. Và tôi đọc cái này vào cái bảng dữ liệu là A. Thì tôi gõ như vậy. Thì bây giờ tôi có A thì tôi sẽ ra được cái bảng số liệu như vậy. Nhưng mà chúng ta phải chú ý rằng là do cái này á, nó là tiêu đề, cho nên chúng ta phải phải gõ thêm chuẩn, đúng ra chúng ta phải gõ như vậy. Ở đây phải có chỗ heading, header, header bằng true. Header bằng true thì error mới nhận ra được rằng là cái này á là cái heading. Còn nếu mà bạn không gõ header bằng true á thì nó sẽ không nhận ra được là cái này là cái heading, và khi chúng ta xử lý dữ liệu á thì máy nó sẽ báo lỗi. Chúng ta có cái bảng số liệu là U như vậy. Giả sử như bây giờ cái bảng số liệu U này nó rất là dài, thì tôi không thể hiển thị toàn bộ cái bảng số liệu đó ở trên cái màn hình này luôn. Thì tôi sẽ có thể thực hiện một số thao tác để tìm hiểu sâu hơn về cái bảng số liệu U đó. Đầu tiên thì tôi dùng lệnh length, length U để biết được những cái heading ở trong cái dữ liệu U đó. Thì heading ở đây là chó và mèo, tức là hai cái này là tên của hai cái cột là heading. Và tiếp theo là tôi muốn biết là số chiều của cái U, của cái bảng dữ liệu đó. Cái bảng dữ liệu của chúng ta có 10 dòng, hai cột. Như vậy thì error sẽ trả về cái này đầu tiên và cái này thứ hai, số dòng trước xong rồi đến số cột. Một cái thao tác khác mà chúng ta cũng có thể làm đó là trả về head của U. Head, cái từ này á, cái câu lệnh này sẽ cho về cái phần đầu của cái bảng dữ liệu. Còn cái câu này ngược lại thì cái câu lệnh tell nó sẽ cho ta về phần cuối của cái bảng dữ liệu. Là như vậy.